Xin chào các bạn, đây là đèn sưởi ba bóng của thương hiệu Seiko. Đây là bên ngoài vỏ sản phẩm. Và cái này để lắp trong nhà tắm để giúp chúng ta khi tắm vào mùa đông thì nó sẽ ấm hơn các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ bóc hộp để các bạn xem chi tiết chiếc bóng này nó như thế nào. Đây là chiếc đèn sưởi nhà tắm sau khi mình đã bóc hộp ra. Và các bạn thấy là đi kèm theo nó sẽ có một cái giá để chúng ta treo lên tường. Sẽ có 3 cái vít nở, chúng ta sẽ bắn 3 vít vào đây. Đi kèm theo đó sẽ là một quyển hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành. Với chiếc đèn này thì sẽ được bảo hành lên tới là 18 tháng các bạn nhé. Ở đây thì các bạn sẽ thấy có 3 cái bóng này. Mỗi một cái bóng này có công suất là 275W và nó sử dụng điện 220. Ở đây thì nó sẽ có hai công tác. Công tác đầu tiên ở bên trái này thì bạn sẽ bật được một bóng, và công tác ở bên phải này nó sẽ bật được hai bóng. Ví dụ trong quá trình các bạn sử dụng, các bạn chỉ sử dụng một bóng thôi thì các bạn sẽ bật một cái bên này. Đây, bật như thế này là một bóng này. Bây giờ các bạn muốn bật nóng hơn thì các bạn có thể bật cả ba bóng, đây là thế này. Hoặc là các bạn có thể sử dụng hai bóng thì bật bên này thôi. Đấy, rất là đơn giản. Và cái này sẽ được bảo hành trong vòng 18 tháng. Lắp đặt rất là dễ dàng các bạn nhé. Và bóng này cực kỳ là xịn sò luôn, và nó rất là tiết kiệm điện, chỉ 275W một cái bóng thôi. Để tham khảo giá bán thì các bạn có thể truy cập website của mình là zanga.vn, hoặc có thể đến trực tiếp cửa hàng điện máy Zanga tại Hoàng Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ.